Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế có thang máy rất là đẹp, nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến quý nhà. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều dài căn nhà lên đến 20m và được các chủ nhà xây dựng cũng như đúc kiên cố một trệt, một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 6 phòng ngủ chính và 8 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng đông nam của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và căn nhà mình thì được thiết kế có 6 phòng thì anh chị lấy ra một phòng phía sau ở lầu 3 để anh chị làm phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm. Và phía dưới tầng trệt ở phía sau sân sau thì được anh chị thiết kế cho mình có một cái hồ tắm ở phía sau của căn nhà. Và với căn nhà được thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng, thuận tiện khách hàng mua ở và món phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với con đường ở phía trước căn nhà mình rộng lên đến 8m, xe hơi xe tải là di chuyển qua lại cũng như tránh nhau rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với con hẻm một trục của trục đường Lê Đức Thọ, thông từ trục đường Lê Đức Thọ sang trục đường Nguyễn Văn Lượng thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và là con đường số 10, con đường số cũ. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một sẹt, một con hẻm thông, thuận tiện khách hàng mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề, như thế mở văn phòng, showroom, spa cũng như là khách sạn rất là tuyệt vời. Con đường rất là rộng và rất là đẹp, cũng như thông từ trục đường thống Lê Đức Thọ sang trục đường Nguyễn Văn Lượng cũng như ra trục đường Thống Nhất. Và mình cùng nhìn lại các khu vực mặt tiền chính bên ngoài căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong thì giới thiệu hàng về căn nhà đang có hướng là hướng đông nam của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch này. Thì phía bên ngoài sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có một cái khoảng sân khoảng độ hơn 2m để mình để xe gắn máy, cũng như khoảng sân này cũng được hai bên cũng được anh chị ốp cho mình những cái mảng đá trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào khu vực bên trong mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong sẽ là khu vực gara để xe hơi của căn nhà. Thì với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được các anh chị trong nhà ốp cho mình những cái mảng tường 3D trang trí rất là đẹp, và hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng. Đây là khu vực không gian phòng khu vực gara để xe ở phía bên ngoài. Căn nhà mình thì được thiết kế theo kiểu tầng lửng ngược. Phía bên ngoài mình sẽ có gara để xe, và phía sau thì sẽ là khu vực không gian phòng khách và phòng bếp đã được các chị di chuyển lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Và với căn nhà mình thì được thiết kế mỗi lầu mình đều có nhà vệ sinh riêng, sử dụng rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt căn nhà, nằm sát với lại khu vực cầu thang bộ cũng như cầu thang máy. Căn nhà mình sẽ có các nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian gara để xe ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và mình sẽ có một cái tam cấp để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có thang máy có trọng tải lên đến 500 kg, di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng, thuận tiện để các nhà mua ở và món phòng công ty cũng như kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Với cầu thang bộ và cầu thang máy thì được nằm đối diện với nhau. Và với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 5m và chiều dài căn nhà mình lên đến 20m, cho nên được các chị thiết kế rất là đẹp và rất là thông thoáng. Đây là khu vực bên trong khu vực không gian phòng khách căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị nhà sắm sẵn tặng kèm như kệ để tivi, và hai bên tường được ốp những mảng 3D trang trí cao lên kín tường rất là đẹp. Và phía trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống đèn chùm, cũng như phía sau mình sẽ có một bộ cửa để mở ra cái khoảng sân ở phía sau căn nhà rất là thoáng và rất là mát. Và mình có một cái hồ bơi ở phía sau căn nhà được anh chị thiết kế rất là đẹp, và được ốp gạch đá tổ ong cao lên kín tường và trồng cho mình những cái mảng cây xanh trang trí, cũng đó là hệ thống đèn chiếu sáng. Với không gian
phòng khách rất là rộng và rất là thoáng và được anh chị thiết kế rất là đẹp, tặng kèm full nội thất bên trong. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một xẹt, một con đường số cũ thuộc đường Lê Đức Thọ, thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Con đường thông từ trục đường Lê Đức Thọ sang trục đường Nguyễn Văn Lượng và thông ra trục đường Nguyễn Oanh cũng như là trục đường Thống Nhất. Và chỉ với giá 15 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng của quý nhà có thể sống ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy. Đây là khu vực không gian dưới tầng trệt căn nhà, và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà, sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm. Tủ bếp, kệ bếp cũng được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là đẹp. Mình có cửa sổ mở ra bên hông để lấy gió và ánh sáng vào bên trong căn nhà. Và hai bên tường cũng được các chị ốp mình những mảng 3D trang trí rất đẹp. Phía trước thì mình đều có cửa sổ mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Cũng như khu vực không gian phòng bếp căn nhà mình thì được anh chị thiết kế rất là thoáng. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà thì được anh chị để lại hết cho khách hàng, chỉ với giá 15 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là khách hàng có thể sống ngay cho mình một căn nhà được thiết kế phải nói là cực kỳ là thoáng và rất là mát, và là căn nhà nằm trên một con hẻm thông thuộc đường Lê Đức Thọ, thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Con đường số 10 cũ của trục đường Lê Đức Thọ, và do nhu cầu sửa đổi thì để dễ quản lý thì căn nhà này bây giờ thuộc đường hẻm của đường Lê Đức Thọ. Và với căn nhà mình thì được thiết kế có nhà vệ sinh, mỗi lầu mình đều có nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Và với bề ngang căn nhà mình lên đến 5 mét và chiều dài căn nhà mình lên đến 20 mét, được anh chị thiết kế rất là thoáng và rất là mát để thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Một con đường số cũ của trục đường Lê Đức Thọ, và đây là một con hẻm thông của trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng ngủ căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có 3 phòng ngủ ở phía trước, được các chị thiết kế theo kiểu phòng ngủ master, rất là rộng, rất là thoáng và rất là mát. Được các chị thiết kế full nội thất rất là đẹp, đều có cửa sổ mở ra bên hông, cửa để mở ra khu vực sân thượng phía trước để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhắn tin liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem. Một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong và được thiết kế có thang máy nằm tại trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà phải nói là được các chị thiết kế rất là đẹp với không gian phòng ngủ rất là rộng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước, phòng ngủ số 1 của căn nhà, và mình sẽ có nhà vệ sinh cũng như lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm và có cửa sổ mở ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát. Di chuyển sang khu vực không gian phòng ngủ phía sau, phòng ngủ số 2 căn nhà. Với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế full nội thất, cho nên khi nhà mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị để lại hết cho khách hàng. Và căn nhà mình thì được thiết kế có sân trước, sân sau, cho nên rất là thoáng và rất là mát cho từng căn phòng. Mình có thể để mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và mỗi phòng ngủ mình đều có một cái tủ quần áo rất là lớn để sử dụng cho từng phòng. Và đây là khu vực không gian nhà vệ sinh phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh căn nhà mình rất là rộng rãi. Và tiếp tục thì sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà, đến với không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Ngay trục đường Lê Đức Thọ cũng như là căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một xẹt của đường Lê Đức Thọ và là con đường số 10 cũ thuộc trục đường Lê Đức Thọ thuộc phường 16 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường thông từ trục đường Lê Đức Thọ sang trục đường Nguyễn Văn Lượng cũng như là trục đường Thống Nhất và trục đường Nguyễn Oanh.
Và căn nhà mình thì nằm đối diện với lại bệnh viện Gò Vấp cũ và gần trung tâm thành phố cũng như sân bay Tân Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10 15 phút và mình về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 20 đến 25 phút. Tùy vào mức độ di chuyển từng cá nhân cũng như gia đình. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông thuận tiện những nhà mua ở và kinh doanh, cũng như mình có thể làm văn phòng đại diện, cũng như là mình có thể mở văn phòng spa, khách sạn. Với căn nhà được thiết kế có tới 6 phòng ngủ chính và mình có thể làm thêm được 1-2 phòng nữa, rất là thuận tiện. Và với căn nhà được thiết kế có thang máy rất là đẹp lên đến tận sân thượng, thuận tiện những hàng mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian lầu lầu 3 của căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 5 cũng như là phòng tắm xông hơi, phòng chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Phòng ngủ số 5 này thì anh chị đang để trống để gia đình có nhu cầu mình có thể làm phòng sinh hoạt chung, phòng karaoke cũng như là phòng đọc sách và phòng làm việc. Thì anh chị đang để trống và có gắn đầy đủ thiết bị hệ thống labo bàn cầu cũng như là vòi sen và máy lạnh tặng kèm. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 5 của căn nhà. Và tiếp tục mình sẽ di chuyển sang khu vực không gian phòng số 6, sẽ là phòng tắm xông hơi có bồn tắm nằm được anh chị thiết kế rất là đẹp. Với bề ngang căn nhà mình thì lên đến 5 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 20 m, cho nên được anh chị thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá 15 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý nhà hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín đón hàng đi xem. Quý nhà hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà vừa ở vừa mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán và đầu tư cũng như mình mua cho thuê, với căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Với không gian phòng ngủ số 5 của căn nhà. Và tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian phòng thờ, phòng giặt cũng như sân thượng phía trước và sân thượng phía sau căn nhà. Phía trên này thì sân thượng thì được các chị thiết kế cho mình có một cái quầy bar ở phía trước, mình có bộ bàn ghế cũng như được cái chị thiết kế cho mình có những cái lam thì mình có thể treo những cái dàn hoa như những cái mảng cây xanh được các chị thiết kế phía bên trên sân thượng, rất là đẹp với một cái view sân thượng rất là thuận tiện để mình có thể vui chơi. Mỗi khi gia đình có tiệc tùng thì mình có thể mở tiệc cũng như ăn nhậu phía bên trên sân thượng, rất là thuận tiện. Với cầu thang máy lên đến tận sân thượng thì thuận tiện đến hàng mua ở và đầu tư cũng như kinh doanh và cho thuê. Đặc biệt của căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có hai cái bếp, nên mình có thể sử dụng khu vực bếp ở dưới tầng trệt hoặc là mình có thể sử dụng cái khu vực bếp ở phía bên trên sân thượng, rất là thuận tiện và rất là dễ dàng để mình có thể là vừa ở vừa cho thuê, rất là tuyệt vời. Với căn nhà có bề ngang lên đến 5 m và chiều dài lên đến 20 m và đang có hướng là hướng đông nam của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc, hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.